Nhà em có sử dụng em sử dụng loại rửa mặt loại gì hả Linh? CeraVe gì? CeraVe à? Mà em bị tình trạng mụn như vậy là được bao lâu rồi? Tầm 2 năm. 2 năm. Hồi xưa giờ mình có đi lấy mụn lần nào cho em? Có chị. Thường là em đi lấy ở đâu em ha? Gà số 3 gì? Mà từ lần đó qua gà sẽ 3 tới giờ là bao lâu rồi em ha? Rồi đầu năm gì? Đầu năm hả? Ý là ra Tết cái qua đó nặng mụn hả? Trước Tết luôn. À, trước Tết. Trước Tết là cuối năm chứ nhỉ? À, Đầu đầu tháng 1 á. là tháng 1. Ý là cuối cuối âm lịch, đầu dương lịch đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cũng khá lâu rồi hả? Chịu khó chút thôi nha. Dì Quỳnh để đó, qua đây rửa mặt đi Quỳnh.
Ừ, em có làm ngực lưng gì cho anh không? Ừ. Mụn nhiều em chịu khó chút cho nó hết, không nó hư da hết. Em nào quế đầu ha Linh? Dạ em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Dạ.